Đại đệ tử của Phật vẫn còn sống, đợi 2.500 năm để giao hai thứ này cho một người. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, các đệ tử hồi ức lại những gì đã xảy ra. Khi họ ở cùng Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Đà đã nói những điều gì, sau đó sửa sang lại, trở thành kinh sách như vậy. Trong Phật giáo lưu truyền một câu chuyện kéo dài 2.500 năm rằng, đại đệ tử đứng đầu của Phật Đà là Mahakarip vẫn còn sống cho đến ngày nay. Ngài đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giao phó, chuẩn bị đem hai thứ giao cho một người thời nay. Đại Đường Tây Vực Ký của Pháp Sư Huyền Trang có đoạn Carip nhận trì chủ trì chính pháp. Sau khi tụ họp hoàn thành, đến năm thứ 20, chán đời vô thường, bèn nhập tịch diệt, đi đến núi Kê Túc. Tương truyền, Đại Carip sống đến hơn 100 tuổi, cảm thấy cuộc sống ở trong nhân thế thật là khiến người ta chán ghét. Thế là đi đến núi Kê Túc, ngọn núi có ba đỉnh núi sừng sững, tạo thành thế hình chân gà ở Bát Lý Đa phía tây nam thành Vương Xá. Ông ngồi trên đỉnh núi phát nguyện, ta nay lấy thần thông, làm thân thể không bị hư hỏng. Dùng phân quét áo, là nói y phục ném ra đống rác, không ai cần. Đợi đến một kiếp Đức Di Lặc giáng sinh thành Phật, sẽ đem áo cà sa và bình bát hiến cho Ngài, hiệp trợ Ngài, giáo hóa chúng sinh. Nói xong, ông cầm y bát của Phật Thích Ca Mâu Ni, bước vào trong tảng đá trên đỉnh Kê Túc, như thể bước vào bùn mềm. Sau khi ông đã vào bên trong, tảng đá trở lại như lúc đầu. Tục truyền lúc ấy, quốc vương A Xà Thế nghe tin Đại Ca Diếp nhập diệt, đau buồn không thôi, từng tới đây chiêm ngưỡng di dung của tôn giả. Ba đỉnh núi Kê Túc tự nhiên nứt ra, trông giống như hoa sen. A Xà Thế vương trông thấy Ca Diếp điềm nhiên nhập định, trên thân bao trùm bởi thánh hoa thiên quốc, trang nghiêm vô cùng. Sau khi ông rời đi, đỉnh núi lại tự nhiên khép lại. Căn cứ theo những ghi chép kinh điển ban đầu, tôn giả Đại Ca Diếp hiện nay vẫn nhập định trong núi Kê Túc. Ông muốn bảo vệ y bát Phật Đà, chờ đợi Bồ Tát Di Lặc đản sinh tại thế giới Ta Bà, truyền lại y bát cho Ngài. Hoa Thủ Môn là một vách đá tự nhiên ở phía tây nam, đỉnh thiên trụ của núi Kê Túc. Đây là vách đá thẳng tắp, nhìn xuống vực sâu vạn trượng, giống như một cánh cửa đá lớn, được khảm trên vách đá dựng đứng. Hoa Thủ Môn cao 40m, rộng 20m, ở giữa có một khe nứt thẳng đứng, chia vách đá làm hai. Những viên đá có khoảng cách gần bằng nhau, được treo ở đường nối giữa của cánh cửa. Đây chính là khóa đá viền và mi cửa, có thể phân biệt rõ ràng, giống như một cánh cửa bằng đá sống động. Tương truyền, Đại Ca Diếp đã tọa nhập định trong cánh cửa đá này. Linh Dị Hư Vân Hòa Thượng triều bái tôn giả Mahakarip. Hòa Thượng kể, năm Quang Tự thứ 15, tức năm 1890, tôi không muốn ở lại Tây Tạng. Xuân đến, đi về hướng Nam, qua Lạp Cát, Á Đông là quan ải lớn nhất giữa Tây Tạng và Ấn Độ. Tới nước Bất Ban, vượt bao núi cao vách đứng, không biết tên chi, hoặc gọi là Thông Lĩnh hay Tuyết Sơn. Đến thành Dương Bộ, lễ bái thánh tích Phật Đà, rồi tới hải cảng Mãnh Gia Lạp. Vượt biển đi Tích Lan, lễ bái các thánh tích xong, liền dùng thuyền đến Miến Điện, triều bái tháp Đại Kim, qua Ma La Điện Cát Xá Lợi. Nơi đây có một tảng đá lớn kỳ dị, gọi là chỗ ngồi của tôn giả Đại Mục Kiền Liên, có rất nhiều người đến lễ bái. Nguyện đầu tiên khi trở về nước là đi tham bái núi Kê Túc, nơi tôn giả Mahakarip đang nhập định, đợi Phật Di Lặc ra đời. Băng qua hồ Nhĩ Hải, hướng phía đông bắc mà đi, đến Hoán Sắc, Bá Đam, Bình Sa, Sơn Giác, miếu của An Bang Đại Vương. Tới Linh Sơn Nhất Hội, phường tức núi Kê Túc, giữa núi là đất Oka. Tương truyền lúc tôn giả Ca Diếp vào núi, có 7 vị vua đi theo hộ tống, không đành lòng trở về, ở tại đây tu hành, thành thần hộ pháp tức miếu Đại Vương. Tôi đi thẳng lên chánh điện của núi. Trong ngôi chánh điện có thờ tôn tượng tôn giả Ca Diếp. Tương truyền, khi tôn giả Anan đến lễ bái thì cửa đá tự nhiên mở. Thánh cảnh trang nghiêm huyền diệu, thạch đá tự biến thành cửa đá, gọi là cửa hoa thủ. Ngài Mahakarip đang nhập định bên trong. Cửa đá lớn, tựa như cửa thành, cao cả vài trăm thước, rộng hơn trăm thước. Hai cánh cửa đều đóng, nhưng đường lằn giữa hai cửa hiện rõ ràng. Hôm ấy, du khách cùng người địa phương dẫn đường đến rất nhiều. Lúc tôi dâng hương lễ bái, tự nhiên nghe âm thanh của ba tiếng đại hồng chung. Người địa phương đều vui mừng lễ bái theo và nói. Hễ mỗi lần có bậc dị nhân đến, thì đều nghe tiếng chuông trống, mõ khánh vang lên.
chúng tôi đã từng nghe tiếng Khánh Mõ mà chưa từng nghe tiếng Đại Hồng Trung. Nay sư phụ đến đây lễ bái, lại nghe tiếng Đại Hồng Trung, chắc đạo hạnh của ngài cao lắm. Tôi cảm tạ không dám nhận lời tán tụng ấy. Từ núi Lương Vương, Cửu Phong, đến huyện Vân Nam, qua núi Thủy Mục, Linh Thiếu núi Từ Khê, tới phủ Sở Hùng, trú tại chùa Cao Đình. Lúc vừa mới đến chùa, nghe mùi hương hoa lan bay khắp cả. Vị tăng chi sự chúc mừng. Thượng tọa đến, vị thần hoa lan phóng ra hương thơm, thật là kỳ diệu. Trong gia phả của phủ viết rằng, có vị thần hoa lan, vô hình dạng, nếu có cao tăng chân nhân đến, thì phóng tỏa hương thơm. Nay mùi hương hoa lan bay đầy khắp núi, chắc là do âm đức của thượng tọa cảm nên vậy. Hòa thượng Hư Vân kể, năm Quang Tự thứ 33, tức tháng 8 năm 1907, tôi trú tại chùa Long Tuyền, giảng kinh Địa Tạng. Trong lúc giảng kinh, ông ta đến chùa gặp tôi, cúng dường 3.000 đồng. Để xây điện thờ Đại Tạng Kinh, cần phải có một số tiền cả, hơn vài ngàn đồng. Trước khi ông lãnh sụ cúng dường, tôi chỉ quyên được chút ít thôi. Sau khi giảng kinh Địa Tạng xong, tôi lại tiếp tục giảng phẩm Phổ Môn, thính giả có đến vài trăm vị. Ngày nọ, khi đang ngồi thiền, tôi bỗng dưng nhập định, quên rằng mình đang giảng kinh. Tôi nhập định suốt 7 ngày, tin này lan tràn cả thủ đô Xiêm La. Từ quốc vương, đại quan, cho đến thiện nam tín nữ, đều đến lễ bái. Sau khi xuất định, giảng kinh xong, quốc vương thỉnh tôi đến hoàng cung thiết lễ, cúng dường, chí thành quy y, quan thân sĩ thứ cùng dân chúng quy y tôi, cả vài ngàn người. Sau khi xuất định, chân tôi bị tê liệt, đi đứng không nổi. Kế đến, toàn thân tê cứng như cây khô, không thể nói năng chi được, đành phải nhờ người đút. Chư hộ pháp mời bác sĩ Đông Tây đến chữa trị, châm cứu uống thuốc, nhưng vô hiệu quả. Thậm chí, miệng không nói được lời nào, mắt không thấy chi. Các bác sĩ đều bó tay chịu thua. Tuy vậy, thân tâm tự tại, không chút đau khổ, buông xả hết mọi việc, duy chỉ còn một việc chưa yên lòng, là trong áo tôi còn một ngân phiếu, không ai biết cả. Miệng không thể nói, tay không thể viết, lúc nhắm mắt, thân này được hỏa táng, thì ngân phiếu đó chắc cũng sẽ bị đốt luôn. Đại Tạng Kinh không thể đem về Vân Nam, điện các tại núi Kê Túc không thể kiến lập. Nhân quả này bút mực nào viết cho hết được. Nghĩ đến đó, nước mắt tuôn trào, thầm lặng cầu mong tôn giả Mahakarip gia hộ. Lúc ấy, có thầy Diệu Viên là pháp hữu tại núi Trung Nam thuở xưa, thấy tôi rơi lệ, miệng nhấp nháy, liền kê tai gần miệng để lắng nghe. Ra hiệu nhờ thầy đem trà cho tôi uống. Tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện tôn giả Mahakarip. Uống trà xong, thân tâm lắng trong, liền nhập mộng, thấy một lão tăng tướng mạo giống ngài Mahakarip ngồi kế bên chỗ tôi nằm, lấy tay phải xoa đầu và bảo: "Này tỳ kheo, y bát chớ để xa thân, thầy đừng quá yêu sầu, hãy lấy y bát lót đầu nằm rồi mọi việc sẽ an lành." Nghe xong, tôi liền đưa tay lấy y bát làm gối nằm, rồi quay đầu lại thì không thấy tôn giả Mahakarip đâu cả. Lúc đó, toàn thân đều toát mồ hôi, thân tâm khỏe khoắn, an lạc không lời chi diễn tả. Tôi lại nói được chút ít. Nhờ thầy Diệu Viên đến trước điện Hoa Đà cầu thuốc uống, nhưng chỉ được hai vị Mộc Trát và Dạ Minh Sa. Lúc ấy, mắt tôi mở ra chút ít, nói chuyện lại được. Lại cầu thêm một toa thuốc nữa, chỉ được vị Xích Tiểu Đậu. Lấy đậu này nấu với cháo mà ăn, không được dùng thức ăn cứng. Liên tiếp như vậy hai ngày, đầu cũng động đậy được đôi chút. Lại cầu nguyện xin thuốc, vẫn là vị Xích Tiểu Đậu. Từ đó, lấy đậu này nấu với cháo mà ăn. Đại tiểu tiện đều thông, da phân đen ngòm, từ từ thân thể cảm giác đau chút ít, có thể ngồi và có thể đi. Bệnh tình như thế trước sau trải qua hơn 20 ngày. Thật đa tạ đại chúng đã mệt thân phí sức vì tôi. Thầy Diệu Viên ngày đêm túc trực lo lắng, tôi thật cảm ơn hết sức. Tôi lễ tạ Bồ Tát Hoa Đà, nguyện sau này sẽ xây cất điện Già Lam để thờ ngài. Tôi lấy vài thẻ, tất cả đều được như ý. Theo kinh Phật, Vạn Vương Chi Vương lúc tận thế sẽ lấy Phật hiệu Di Lặc đến cứu vớt chúng sinh. Pháp Luân Thánh Vương là pháp hiệu của Vạn Vương Chi Vương khi hạ thế xuống nhân gian. Nhân gian gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Vậy nên Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói cho các đệ tử biết Pháp Luân Thánh Vương cũng xưng là Di Lặc. Phật Thích Ca Mâu Ni còn từng tiên đoán vào thời kỳ mạt Pháp, Pháp của ông không còn có thể độ nhân. Đức Phật Di Lặc sẽ hạ thế chính Pháp, đồng thời hồng truyền một pháp môn tu luyện không đoạn tuyệt duyên thế tục. Kỳ thực,
không chỉ trong Phật giáo mới có thuyết pháp rằng 2.500 năm sau sẽ có một vị Phật hạ thế. Tại Trung Quốc vào triều Minh, Lưu Bá Ôn cũng tiên đoán rằng Phật Di Lặc sẽ hạ thế, hơn nữa còn miêu tả về hình dáng của Phật Di Lặc. Thiêu Bính Ca ghi chép lại cuộc đối thoại hỏi về quốc vận giữa Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương và Lưu Bá Ôn, trong đó nói chính xác về sự biến thổ mộc, hoạn quan loạn chính, quân Thanh nhập quan, Khang Càn thịnh thế, Thanh Mạt và hậu dân quốc trong hơn 600 năm lịch sử sau này. Nói với Hoàng đế Chu Nguyên Chương, nhiều chuyện tương lai như vậy, Lưu Bá Ôn cảm thấy không thể nói thêm được nữa, bởi dù sao thiên cơ bất khả lộ. Nhưng Chu Nguyên Chương vẫn là không cam tâm Đại Thanh diệt vong, còn muốn biết nhiều chuyện về sau hơn nữa của nhà Đại Thanh. Lưu Bá Ôn bị Hoàng đế hỏi, không còn cách nào, vì vậy nói ra thiên cơ lớn hơn về tương lai của thế giới. Có câu nói là, thiên cơ đã lộ đợi khi nào, chân tướng đại hiển tỉnh đã trễ, thế nhân nên ngộ ra điều này. Hoàng đế hỏi, cuối cùng ai sẽ truyền đạo? Bá Ôn đáp, có thơ làm chứng rằng, không tướng tăng cũng chẳng tướng đạo, đội mũ lông cừu nặng 4 lạng. Chân Phật không ở trong tự viện, Ngài là Di Lặc nguyên đầu giáo. Hoàng đế hỏi, Di Lặc hạ phàm tại nơi đâu? Bá Ôn đáp, nghe thần nói đây, lúc giáo chủ tương lai hạ phàm, không ở tại tể phủ giống quan viên, không ở tại hoàng cung làm thái tử, cũng không xuất thân trong chùa hoặc đạo quán, mà giáng sinh tại căn nhà cỏ của bách tính Hàn Vi, giải vàng khắp Yên Nam Triệu Bắc. Hoàng đế hỏi, triều Thanh tận thế nào, ông nói rõ xem, để hậu nhân thấy. Bá Ôn đáp, thần không dám nói hết, hải vận chưa khai là Đại Thanh, hải vận khai rồi động đao binh, nếu như vận vận lại khai nữa, ắt là lão thủy về kinh đô. Hoàng đế hỏi, lão thủy có gì ư? Bá Ôn đáp, có, chúng đạo sẽ tiến vào tu hành, lớn thành nhỏ, già thành trẻ. Hòa thượng muốn cặp kè với giai nhân, thật đáng cười, thời tăng nhân lấy vợ sẽ đến. Hoàng đế hỏi, khanh nói gì về đạo thời đó? Bá Ôn đáp, lúc sắp kết thúc, vạn tổ hạ giới, nghìn Phật lâm phàm, phổ thiên tinh đầu, La Hán quần chân, mãn thiên Bồ Tát, khó thoát kiếp này, chính là vị lai Phật, hạ thế truyền đạo, thiên thượng thiên hạ chư Phật chư Tổ, nếu không gặp con đường kim tuyến, khó tránh kiếp này, bị tước quả vị, sau cùng Di Lặc phong bế hết 81 kiếp. Kinh Phật còn ghi chép rằng, Chuyển Luân Thánh Vương có 32 tướng và thất bảo giống với Đức Phật, là một vị vua lý tưởng không dùng võ lực mà dùng chính nghĩa chuyển động bánh xe Pháp, dùng nó để chi phối thế giới. Hoa Ưu Đàm Bà La ngày nay nở rộ ở nhân gian, chính là lúc Pháp Luân Thánh Vương hạ thế, truyền Pháp độ nhân. Hoa Ưu Đàm cũng được nhắc đến trong Kinh Pháp Hoa, còn gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, là một trong những bộ kinh đại thừa quan trọng nhất, được lưu hành rộng rãi ở một số quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Tạng. Kinh Pháp Hoa được biết đến như quyển kinh sách lưu giữ những lời giảng Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giảng vào lúc cuối đời. Theo sách Huệ Lâm Âm nghĩa ghi, Ưu Đàm Bà La trong tiếng Phạn có nghĩa là một loài hoa mang đến điểm lành từ thiên đàng. Quyển 8 kinh Huệ Lâm nghĩa của nhà Phật viết, hoa Ưu Đàm do điểm lành linh dị sinh ra. Đây là một loài hoa của trời, trên thế gian không có. Nếu một đấng Như Lai hoặc Chuyển Luân Thánh Vương hạ xuống thế gian con người, loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại ân và đại đức của Ngài. Hiện tại, hoa Ưu Đàm Bà La, loài hoa báo hiệu có chân Phật giáng hạ cứu độ thế nhân, đã khai nở khắp nơi trên thế giới. Phải chăng điều này nói lên rằng Pháp Luân Thánh Vương đang tại thế truyền Pháp độ nhân? Nếu như vậy, thì Đại Ca Diếp đang nhập định sau 2.500 năm, ở phía sau cửa đá Hoa Thủ Môn chắc hẳn cũng biết, chắc rằng ông cũng sẽ tìm được vị Phật vị lai, trao lại y bát cho Ngài, hoàn thành sự giao phó của Phật Thích Ca, hoàn thành sứ mệnh ngồi đợi 2.500 năm. Thời lượng phát sóng video của chúng tôi đến đây kết thúc. Hy vọng những thông tin chúng tôi đem đến sẽ hữu ích cho các bạn. Đừng quên ấn like, share và hãy comment cho chúng tôi những chủ đề bạn yêu thích. Hẹn các bạn ở video lần sau.